Trời xanh vạn dặm có điểm tốt. Đúng thật vậy trấn trưởng. Trấn trưởng, hôm nay chúng ta phải đi sòng bài một chuyến. Trưởng quầy nói rồi, sau này có rất nhiều việc vẫn phải xin ngài giúp đỡ nhiều. Được, đi. Trấn trưởng, trấn trưởng, trấn trưởng à, ông không sao chứ? Trấn trưởng, nào. Trấn trưởng, ông chảy máu rồi. Ai bôi dầu lên bậc thềm vậy? Cũng không mở mắt ra xem là cổng nhà ai. Ai thất đức vậy? Cậu cũng thật là, biết tôi phải đi làm việc cũng không quét dọn sạch sẽ. Mau quét dọn đi, mau mau, quét dọn sạch sẽ đi. Nhìn gì? Không được nhìn nữa. Cút. Cậu cười gì? Không được cười. Không được cười. Trưởng trấn, trưởng trấn. Trưởng trấn, trưởng trấn à. Mau mau mau. Ai để bẫy chuột ở đây vậy? Ai thức đức thế? Trưởng trấn, ông không sao chứ? Không sao, không sao. Để tôi ra tay quét sạch đen đuổi đi. Chân ông không đau nữa rồi hay sao? Ai, ai? Người nào? Ai làm? Tiền âm phủ là dám giúp thứ xui xẻo như vậy cho trưởng trấn. Không muốn sống nữa hay sao? Hôm nay ông đây đen đuổi, ông trời lại dứt tiền của người chết. Chị, hôm nay thật đen đuổi. Đi đi đi. Trưởng trấn. Trưởng trấn Hải. Trưởng trấn Hải. Trưởng trấn Hải, ngài đến rồi. Vị trí cũ giữ cho ngài. Mời bên này. Hai cậu quay về đi. Quay về. Đây không phải trưởng trấn Hải sao? Chào ông, chào ông. Đương nhiên là tôi rồi. Không có. Dọa tôi hết hồn. Vừa nãy suýt chút nữa tôi không nhận ra ngài. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Trưởng trấn Hải suốt ngày đi ngoài đường, vài ngày lại gặp cậu một lần, mà cậu nói cậu không nhận ra tôi. Bởi vì quen mới thấy kỳ lạ. Tôi thấy sắc mặt của ông không ổn lắm. Ấn đường cũng đen. Không sao chứ, trúng tà rồi hả? Nói linh tinh gì vậy? Cậu là thầy bói hả? Thì nói thôi mà. Ấn đường tôi đen thì liên quan quái gì tới cậu? Từ từ, từ từ, thông thả thôi trưởng trấn. Rượu đến rồi. Trưởng trấn, uống một ly cho đỡ sợ. Thật là. Trưởng trấn. Tiểu nhị. Tiểu nhị. Tiểu nhị à. Đến đây. Đến đây trưởng trấn. Trưởng trấn, ông làm sao vậy? Làm cái gì đấy? Có để cho người ta ngồi hay không? Có để cho người ta ngồi không? Không không không. Trưởng trấn Hải, ngài đừng có tức giận. Cái ghế này hôm qua còn bình thường mà. Cút đi, cút đi. Khốn kiếp, cút. Trưởng trấn, tay của ngài. Trưởng trấn, từ sáng nay chúng ta ra ngoài đến bây giờ không thuận lợi chút nào. Giống như chúng ta gì vậy? Có cần đến nhà trưởng lão bói một quẻ hay không? Không tốt, lại. Không tốt. Lại lần nữa, lần cuối cùng. Hai cây. Không tính, không tính, không tính. Lại lần nữa. Để trưởng lão xem sao đi. Quẻ nói rằng thái tuế loạn ngũ hành, phúc tán quỷ lai, giận đen sinh sôi, thế ứng gặp nhiều chướng ngại, dư nghiệp cầu an nghị hòa thiện,
Vậy rốt cuộc có ý gì chứ? Nói là mệnh của ngài Phạm Thái Tuế dính máu tanh tội lỗi rất nhiều, phúc khí bị chèn ép, cho nên làm việc không thuận. Nếu như không thay đổi thì sợ sẽ gặp đại nạn mất thôi. Vậy phải giải thế nào? Đuổi Thái Tuế thì phải làm cho nhà cửa tràn đầy hòa khí. Tràn đầy hòa khí, âm dương hòa thuận, không thấy máu thì không dẫn dụ thứ xui xẻo. Tràn đầy hòa khí. Còn gì nữa? Nhớ kỹ, phải tràn đầy hòa khí, hòa bình, âm dương hài hòa. Âm dương hài hòa, không thấy máu. Tôi hiểu rồi. Chu Lý Kim, đi. Cái đó, cha, con tìm được chút thuốc trong hòm thuốc của cha, lát nữa con mang về nhà họ Giang. Được, bây giờ con cũng biết. Trưởng lão, ông nội cũng hỏi thăm ngài. Thiếu phu nhân, cũng nhờ cô gửi lời hỏi thăm đến ông Giang. Dạ được, vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Đúng vậy, con đi đây. Được rồi, được rồi. Xem này, toàn là hung, dọa chết bọn họ. Con thật là tranh ma. Trưởng trấn, đi. Đi đi đi. Được. Âm dương hài hòa, không thấy máu thì sẽ không gặp điều không may. Tràn đầy hòa khí, âm dương hài hòa, không thấy máu. Đúng, cô chính là cách phá giải Thái Tuế. Cô không nói sớm, nói sớm tôi sẽ không đánh cô. Không đánh cô nữa, sau này sẽ không đánh cô nữa. Người đâu, người đâu? Có, cởi trói cho bà ba. Cho cô ta uống thuốc, nhanh lên. Cởi trói mau. Cởi trói. Cởi trói đi. Nhẹ thôi, nhẹ thôi. Nhẹ nhàng thôi. Đối với phụ nữ phải nhẹ nhàng một chút. Dân dân dân. Đỡ dậy. Cô ấy là phu nhân, sao tôi đỡ được? Đỡ dậy, nhanh đi. Tránh ra, tránh ra. Để tôi, cẩn thận, cẩn thận. Đi. Đi thôi, đi thôi.